Hot Girl Đao La chuyển nghề sang trộm xe thì bị tóm tại chỗ. Vâng, như vậy vào lúc 22 giờ 10 phút ngày 9 tháng 3 tại Thanh Hóa. Vâng, một Hot Girl đã đứng ở cổng rồi. Hot Girl đang hỏi nhà có chó không? Nhưng có vẻ như là không thấy chó chạy ra, cho nên là Hot Girl đang chuẩn bị mở cổng đi vào. Nào, à đây rồi, Hot Girl đã vào rồi. Vâng. Ôi trời, Đao La với bộ trang phục quen thuộc. Đấy, chị đang sải bước và tăng tiến gần đến chiếc xe rồi. À, nhìn lên camera rồi. À, như vậy là thấy chìa khóa xe nó vẫn đang để trên xe. Như vậy là do là trước đi chiếc xe đạp điện có vẻ hơi chán rồi, cho nên là Đao La quyết định là đổi sang chiếc của Yamaha. Đấy, một chiếc xe máy có vẻ ngon lành. nhận số rồi. Rồi, tiếp tục đi xem nào. Ôi, như vậy là nhận số xong mới lại mở khóa xong là đi ra ngoài rồi. À không, như vậy là đi ra mở cổng nhờ. Ô, mở cổng to luôn nhỉ. Nào, đâu rồi. Đao La nổi tiếng với khả năng tay nhanh, có thể nói là hơn não luôn, khi mà luôn liên tục đưa tay là lấy tiền từ ban thần tài của người dân. Thì có lẽ là do là đi chiếc xe đạp điện bị hỏng, cho nên là Đao La quyết định là chơi vụ lớn khi mà chuyển sang chiếc xe máy luôn. Đấy, ra dấp luôn. Và ngay sau đó thì Đao La đã bị người dân tóm luôn tại chỗ và được đưa thẳng lên đồn luôn. Và vụ này chắc là đi khá lâu đấy, cho nên là có lẽ là dân phượt cũng khá là nhớ với khuôn mặt quen thuộc này. Các bạn hiện tại đăng ký kênh Tôi Tin Tức để cập nhật những video mới nhất, hay nhất và nóng hổi nhất tại Việt Nam.